Thế vậy thì cái gần 1 triệu không, ở nhà chữa gần 1 triệu đéo với bệnh, cứ chữa mãi vậy. Quan trọng là chữa. Em đưa á. Ở phía kia nè. Vậy đi kiến vậy rồi, khỏe khoắn rồi. Cái người tôi nó khỏe nên chứ tôi không bảo cái mẹ đi nọ này là tôi khỏe nên mình uống thuốc thôi. Nó cứ bảo là bà mệt là bà không ăn, bà cứ ăn cho nguội cho mặn không có hơi. Thế từ nay là những khổ lòng là mình cũng là người nhà mà với em bảo mình bệnh người bảo ăn béo nước không đấy, bệnh mà tôi có ăn được lúc đâu các bạn, bệnh tìm cho bọn nó đấy vào đâu đấy, ăn ngập bằng ăn rất thải vậy. Ăn lúc thế này ai cho củ khoai củ cái này thì ăn cũng nhẹ nhàng lắm, lúc ở đến nhưng ăn miếng cơm vớ bẩn chứ vậy tối qua là miếng nóng làm việc nhà nó bảo khoai mới ăn từ những ngày về rồi nhưng còn đã ăn được cái ăn được tháng nào đấy nhà xin nấu cái mấy hai miếng thịt gà ăn khoai đây khoai một mình nên lấy một quả trứng hấp ăn hết bát cơm một quả trứng nó chẳng kiêng trứng đâu thèm mấy quả hấp mà ăn vậy. Giờ là biết thì là bấu nhỉ. Cháu ngồi rồi, sáng ngồi. Ngân đã nghỉ làm chưa? Đấy. Chưa. Chưa, chưa nghỉ. Cái tháng này bụng to á, thỏ nó hẳn lại. Bụng to nó vậy. Nó ổn ổn như thế rồi. Bây giờ nó bụng to vậy thì có cái tay ý. Nâng cái bụng lên. Ừ. Thỏ nó thôi mà. Ừ, cái tán cả. Giờ nó kiếm nó. Bám ở đây, bám ở đây. Đấy đó, thả nó nằm nhìn đi. Giờ nó chưa kiếm nắng hả? Thì nắng hả? Nắng lên đúng nó cũng đẻ. Ừ. Tháng này tháng 3 rồi thì... Thế tháng 3 rồi nè. Sắp rồi. Thương đấy. Ừ. Thế tháng 3 rồi. Tháng cao đây. Tháng 7 nó có nhìn đây. Tháng 3 rồi. Tháng 3 rồi. Mấy năm rồi, hết tháng này nó bị ý. Cũng mệt mặt lắm. Nhưng mà bụng nó còn bé hơn bụng này.